Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. Yeah, yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Tiếp tục kênh em hỗ trợ kênh Ớt Sim Xanh nha anh em. Kênh này mình mới mở anh em. Để về nấu ăn á. Đó, anh em có thể đăng ký thôi được rồi. Mình chỉ cần em đăng ký thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi, hôm nay mình sẽ review con Summer cho anh em nha. GK104 nha anh em. Đây, hôm qua mình mới quay được đó anh em. Rồi, nó là kêu reflect anh em. Là kêu phản xạ nè. Út cho bay người nè. Phản xạ nè. Đẩy banh nè. À, nhanh nhẹ nè, phản ứng nhanh anh em. Đấy, trời ơi, tỷ số khá ngon nha anh em. Toàn đến gần như full rồi đó, thấy không? 140 không, 138 nữa kìa. Nhưng mà con này bù lại nó có 83 anh em. Khá thấp anh em, còn 1m83 thì dễ thua rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ vô một vài tình huống trong hết chung hết về test anh em. Để xem đã như nào ha, có gì mình sẽ đánh giá cho anh em ha. Rồi, anh em có nên dùng hay không dùng ha. Rồi ok anh em xem nha. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. My good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, cause we going, you going insane. Do. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me blessed, cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have been trusting the wind, because of the work that we did in the past, because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got breath, so I get the realm and we didn't finesse, so I got the feelings that we might be next, cause when we go in, we win in the match, yeah, sure. When we go in, we win in the match, so that's how we do, cause we be the best, yeah. We be the best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, we be the best, hey. Yeah, we be the best, hey. We be the best, yo, you wanna come on my test, whoa. You want to see we the best, hey. Y'all see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh, damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really come on and we pull out with the action. Cause people defeat those they don't get it like. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready
yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, look, Marty Mar. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course, it says my name if you want to wait. To let you know who's been a blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. Qua chế độ head to head và VS touch anh em, mình đánh giá tại đây cho anh em nha. Nó có ưu điểm là phản xạ nè, bay người nè, phản ứng nhanh nè. Cái nhược điểm của này là tại hình thấp anh em. Nhìn tổng quan về con này thì mình đánh giá nó 8.5 điểm nha anh em. Nói chung là bắt cũng được thôi chứ không phải là quá hay anh em. Mình đánh giá con này còn ngoài ra thì còn phải dở nữa anh em. Nếu tính ra thì được thôi chứ hình thấp quá. Có nhiều trái mà anh em đá mà góc xa quá thì nó bay không tới đâu anh em. Tại vì nó thấp, nó lùn quá, cái thải tay nó không có dài. Con này được cái bay người phản xạ thôi. Cái phản ứng nhanh thôi chứ thấp quá, nhiều cái trái mà nó xuất góc, chéo góc hay là gì là dễ chết lắm nè. Với lại ra vào cũng khá ok nhưng mà mình thấy cái này dùng không được anh em ơi. Tại vì nó thấp quá, nhiều trái xuất xa là góc chết là nó chết ngắt à, không bay nổi đâu, tay ngắn quá. Rồi mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh thấy hay thì like share cho mình nha. Anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.